Xin chào tất cả quý anh chị. Một cái mẫu Vios được sản xuất năm 2019 phiên bản số tự động, bản E số tự động anh chị nhé. Và chiếc này bên công ty Ba Tư Phan đang chào bán với mức giá đó là 490 triệu đồng. Khi anh chị thiện chí đến xem xe, bên công ty sẽ thương lượng với mức giá hợp lý và bớt lộc cho quý anh chị. Và chiếc xe này căn bản là nó rất mới anh chị nhé. Chiếc xe này 2019 mới lăn bánh được có hơn 2 vạn cây thôi. Và chất lượng của xe còn nguyên si như một chiếc xe mới. Và chiếc xe này được trang bị những cái công nghệ vừa phải, và quan trọng đó là một cái dòng xe bền bỉ, là một dòng xe quốc dân. Vios E 2019 số tự động. Vâng, với những cái trang bị nội thất như là ghế da vàng kem và được thiết kế các táp ly theo cái phong cách mới cũng là vàng kem. Và anh chị có thể nhận biết được rằng là với cái dòng phiên bản mới này thì cái dòng Vios E thì được trang bị điều hòa cơ cộng thêm với việc đó là chìa khóa cơ, những trang thiết bị vừa phải nhưng cực kỳ là bền bỉ. Ai đã từng dùng Vios rồi thì cũng sẽ có những cái đánh giá. Và gần như đó là đây là một cái dòng xe quốc dân, một cái dòng xe quốc dân phục vụ những người ưa cái sự bền bỉ, tiết kiệm và giữ giá anh chị nhé. Vâng, đấy chính là những cái chi tiết, những cái chiếc xe của bên công ty Ba Tư Phan luôn hỗ trợ cho quý anh chị tất cả mọi cái thủ tục pháp lý khi sang tên đổi chủ, cũng như là anh chị sẽ được công ty Ba Tư Phan bảo hành cam kết chất lượng cho chiếc xe bán ra. Vậy nên khi quý anh chị mua xe tại công ty Ba Tư Phan là anh chị sẽ được bảo hành một cách trọn vẹn nhất và an toàn nhất, bởi vì những chiếc xe của bên công ty Ba Tư Phan bán ra đều là những chiếc xe đã được đội ngũ anh em thợ lành nghề lâu năm kiểm tra thật là kỹ trước khi mà cho lăn bánh trên thị trường, bởi vì công ty phải bảo hành những sản phẩm cho nên rất là phải cẩn thận. Về thân vỏ, công ty bao cam kết bảo hành cho anh chị không tai nạn, không đâm đụng. Và chiếc xe này chạy rất là ít, mới có hơn 2 vạn thôi, 4 lốp theo xe cả dàn, với cái khoang nội thất cực là rộng. Với cái thiết kế form mới như thế này thì Vios 2019 là một cái sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng. Đấy, chị có thể nhận thấy được là cái khoang nội thất bây giờ nó cũng khá là rộng rãi rồi đúng không ạ? Trần thì trần nỉ theo xe này. Đấy, ghế da màu vàng bò, táp ly cũng màu vàng bò, kết hợp phối hợp với nhau cực kỳ là chuẩn mực. Đây là tem mác của nhà sản xuất này. Nó sản xuất năm 2019. Đấy, tất cả các táp ly, táp nô đều rất là đẹp và tất cả những con ốc đều được bảo hành cam kết là chưa có tác động của cờ lê mỏ lết anh chị nhé. Tất cả đều còn chuẩn mực. Đấy, hàng ghế phụ đây. Đấy, hàng ghế lái đây. Vô lăng đây, vô lăng củ số đây. Cái cảm giác lái của dòng Vios này nó mang lại cái sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Với cái việc đó là chỉ lăn bánh trên thị trường 2,6 vạn thì chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới cả. Vâng, nó không khác gì một chiếc xe mới cả. Nên là khi anh chị mua chiếc xe này sẽ rẻ được gần 100 triệu đồng. Vâng, với một cái chiếc Vios nó giữ giá vô cùng, vậy cho nên anh chị rẻ được gần 100 triệu đồng thì rất là đáng quý rồi đúng không ạ? À, trang bị ABS ở bên trên cái thanh cửa này. Ở đây. Đấy, ABS đây. Trang bị cần số điều hòa cơ, cần số tự động, cầm nắm rất là thoải mái, tay phanh, hộp tì tay rất là đầy đủ cho một cái chiếc Vios này. Đó là không gian nội thất của chiếc xe. Thế bây giờ anh chị em sẽ cùng em xem về không gian ngoại thất của chiếc xe. Xe trang bị gương gập tự động này và các phím điều khiển điện này trên cái phần ghế lái, xe rất là ok. Bây giờ ta sẽ xem phần ngoại thất xe để đánh giá về ngoại thất chiếc xe form mới nó sẽ như thế nào. Vâng, và đây anh chị sẽ cùng em khám phá cái ngoại thất của chiếc xe. Vâng, cái ngoại thất của chiếc xe Vios form mới này được đánh giá rất là cao về cái mặt nghệ thuật. Đó chính là những cái đường cong và cái phần gân G kết nối, cũng như là cái thiết kế nổi bật của cái dòng Vios E số tự động này. Và anh chị sẽ nhận thấy được rằng phần đèn của chiếc xe Vios E thì được trang bị đèn halogen. Vâng, cái thiết kế mặt đèn cực là đẹp luôn. Và cái rất là trau chuốt về cái chất liệu cũng như là cái phần
khoang đèn rất là sáng, và đó là những cái chất liệu rất là tốt. Anh chị dùng theo nhiều năm tháng thì cái đèn này vẫn cứ sáng như thế này thôi. Đèn gầm cũng được trang bị đèn halogen và thiết kế với lại cái ốp viền đó là màu đen bằng nhựa, nhìn khá là nổi bật. Tất cả các đường gân gờ khớp nối của xe còn rất là liền khít như là một chiếc xe mới anh chị nhé. Xi nhang thì tích hợp chân gương, và đây tất cả các đường nét của xe còn rất là chuẩn mực đây, rất là chuẩn mực các đường gân gờ của xe đây, đúng không ạ? Vâng, với một cái chiếc xe màu trắng ngọc trinh như thế này thì nó lại càng tô thêm cái vẻ đẹp của một cái form Vios như thế này. Và anh chị cảm nhận thấy được rằng là nó rất đẹp, đúng không ạ? Đối với cái form mới này thì cái màu trắng nó lại được đánh giá khá là cao. Mặc dù cái form cũ màu trắng là không nhiều người ưa thích, nhưng form mới này thì màu trắng thì rất là đẹp luôn anh chị nhé. Em phải khẳng định là thật là đẹp. Với cái việc đó là cái xe này, đây anh chị xem các đường gân gờ của xe còn rất là chuẩn mực luôn. Đây, rất là chuẩn mực luôn nhé. Đấy, các đường gân gờ khớp nối, các đường ấn lượn còn nguyên form luôn, nguyên form luôn. Vios thì Toyota luôn tiếp cận người tiêu dùng bằng những cái tiêu chí, đó chính là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiết kiệm nhiên liệu ngoài đô thị 4.9 và hỗn hợp đó là 5.7, ngoài đô thị, trong đô thị chỉ có là gì thôi, 7.1 thôi. Vâng, và đây thì phía sau đèn thì được nhô ra phía trước này. Vâng, thiết kế các khoang đèn rất là phù hợp này, và có giải led ban ngày. Đây, giải led đây, rất là sáng anh chị nhé. Và đây anh chị có thể nhìn thấy được rằng là cái tất cả các chi tiết của xe còn liền khít như mới luôn. Đấy, Vios E số tự động 2019. Những cái thiết kế vừa đủ để phục vụ người tiêu dùng, chứ không quá là nhiều option, nhưng mà lại cực kỳ là bền bỉ, mang lại những cái tiêu chí cần thiết cho những người ưa thích cái dòng xe quốc dân này. Thì bên em vẫn hỗ trợ cho khách hàng đó là 70% giá trị xe, và là mức lãi suất là này, vành đây, 4 Vios E thì sẽ trang bị đó là 2-4 bánh ABS anh chị nhé. Số tự động vẫn trang bị 4 bánh ABS cho quý khách hàng. Đấy, rất là đẹp về form dáng nha anh chị nhé. Đây là những cái thông số mà anh chị có thể quan tâm. Bên công ty Ba Tư Phan luôn công bố giá công khai, đó chính là giá 490 triệu đồng. Vâng, anh chị thiện chí đến xem xe, bên công ty sẽ bớt lọc nhé, sẽ bớt lọc cho quý anh chị. Và một cái form dáng rất là đẹp so với một phiên bản màu trắng. Bây giờ ta sẽ quan tâm đến cái cỗ máy, đúng không ạ? Cỗ máy của phiên bản Vios E. Bây giờ em Dũng sẽ bật cỗ máy ra để anh chị có thể cùng khám phá cái khối động cơ sau quá trình hơn một năm sử dụng, xem nào nó còn tốt không. Và chắc chắn là với cái việc chạy 2.6 thôi thì cái chiếc xe này nó cũng chả khác gì chiếc xe mới đâu, vì dòng Toyota này chạy có mấy chục vạn thì cũng vẫn thế thôi. Nó cực kỳ là bền bỉ. Rồi, đây em đã mở được cỗ máy rồi. Tất cả các chi tiết về ốc nhái này em đảm bảo nguyên zin nhé. Và bao test hãng cho anh chị, full lịch sử hãng với những chiếc xe mà bên công ty Ba Tư Phan bán ra. Tất cả tem mác là còn nguyên đai nguyên kiện luôn, không có cái tác động của ngoại lực và không có cờ lê mỏ nết tác động ở đây cả. Và một chiếc xe chuẩn mực luôn. Rồi, ok. Đấy, anh chị nhận thấy rồi. Keo dàn cò còn zin này, tất cả những con ốc dàn cò cũng như con ốc chân máy là còn nguyên bản, không bị vặn mở đâu anh nhé. Và đấy, tất cả các chi tiết phía trong cũng thế này, còn nguyên đai nguyên kiện của nhà sản xuất, xe còn rất là mới và chuẩn mực, máy thì nổ tí tách. Hệ thống khung sườn chắc chắn và tất cả đều nguyên đai nguyên kiện. Đấy, máy nổ rất là êm. Vios động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu thì cực là thấp. Vậy thì Vios thì đây là một dòng xe quốc dân, nó đảm bảo đầy đủ các tiêu chí cần thiết nhất của người sử dụng, đó chính là bền bỉ, tiết kiệm và giữ giá, đúng không ạ? Thì ở đây chiếc Vios này, anh chị chỉ cần có sự thiện chí là anh chị sẽ đến và mua được chiếc xe này tại công ty Ba Tư Phan.
anh chị hãy đến trực tiếp và hoặc điện thoại theo các số hotline để có thể là thêm được thông tin chi tiết, thì Ban Tư Văn sẽ tiếp đón anh chị và tư vấn cho anh chị những chi tiết rõ ràng nhất để chị có thể mang được chiếc xe này về sử dụng một cách an toàn nhất. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi và chào tạm biệt.